chọn lại con bay. Em thực sự là đang bị lạc. Lừa được mình, thế mới sợ ấy. Rồi, chỗ này giết chung một sếp này. Biết rồi. Chưa. Ra đây, lộ mặt đây. Thank you.
ra. Chết kìa. Rồi. Đấy. Rồi, ma mày sợ à? Ma mày sợ à? Ma mày sợ à? Chết chết rồi. Rồi. Chết ta. Rồi. Hắn được 2 phát súng tê người. Dạ. Cái này còn dễ hơn. Ây da, chết chưa? Rồi, chết rồi. Ôi, à đây, còn con khủng long này nữa. Rồi, chắc chắn là hết khủng long rồi đó. Được cái chân ván. Có một bài nữa. Ý, đi nhanh lên rồi. Người làm rất tốt. Ta sẽ bắt vỡ người. À không. Rồi. Rồi ngủ ăn. Giải cứu vợ tính sau. Ok. LZGRWL1S. Phát bài cuối cho các bạn. Ok, đi cổng này à? Hay rồi. Ta sẽ chơi với cái này đi. Ây sợ, ít sợ. Sợ, kìa nhờ. Sợ. Úp lửa đá vỉa, đùa đấy. Chết. Rồi. Còn đoạn này không sợ ai hết. Ôi chết rồi, quên lấy khủng long rồi. Rồi, cho các chú nghỉ ngơi. Vừa được kiểu. Cuối cùng nó vẫn bắt vợ mình. Đây. Ôi, bài này lại lên cung rồi. Úi dồi ôi. Lấy giờ hoàn toàn xương xấu ấy. Chán nghe không khủng long bay ở đây. Sai lầm. Một kinh vãi. Có lẽ là tự sát để về lấy khủng long bay. Máu mà thôi. Hay à. Em sẽ chết rồi. Mờ mắt vẫy trưởng. À cái này. Ôi xếp phát sợ gì. Ây giời. Thế thì dùng là... Đây đi. Chết. Láo lại. Rồi. Này ôi. Đùa. Không thể.
tiếp được. Rồi, để xem rồi. Đây ra. Chết tải. Xác ở dưới này nữa. Ok. Ây da. Ôi trời. Đến chỗ này chỗ nào rồi. Đắng lòng thanh niên. Hey!
Trời ơi, đang ốm, các bạn thông cảm. Ốm mà vẫn máu chơi game. Ba máu rồi. Ôi kìa. Trời ơi, ôi, đã vãi hết bánh mất rồi. Khá lắm. Chúng ta có gì không nhỉ? Cuối cùng vẫn chơi được rồi. Ta được cái gì? Quả trứng. Búa. Búa này ngay đầu tiên và cuối cùng mới có. Xài. Vãi. Ôi, bật ra luôn. Xin chết. Ơi giời ơi. Tự nhiên nhảy lên hướng bạn. Có cái này lên chứng tỏ tí nữa là phải đi lại à? Nào. Sao? Cười tươi.
với Trần Bí. Wow, vợ ơi anh đến đây. Đúng vợ mình rồi. Chẳng gì động đậy ra. Ái xài, anh lại cứu được vợ rồi. Chùn quá. Em lại về bên anh. Ok, vậy là hơn 100 phút. Không game. Mình lại cứu được vợ. Wow, chạy thôi. Động đất rồi. Có gì xảy ra? May quá, lại là chú khủng long bay đã cứu chúng ta. Ok. À, lại trở về hòn đảo xinh đẹp. Tên 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 tên. Lãng mạn vậy. Đi trên bãi biển. Đẹp. Bruce Tewra hình như là game của Nhật Bản. Ok. Như vậy là mình đã phá đảo Adventure Island 4, series cuối cùng trong Adventure Island. Phần 4 này chơi là sướng nhất và dễ nhất, vì máu nó không bị mất, rất là hay. Các bạn nên chơi qua cả 4 phần để cảm thấy được độ khó và độ hay của game này. Những cái hướng dẫn cài game và download game thì mình để ở link ở mô tả của video này hoặc là ở dưới comment của video này. Và các bạn muốn mình phá đảo game nào thì comment ở phía dưới và mình sẽ phá đảo. Ok, còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Để subscribe kênh YouTube của mình để cập nhật những video mới nhất về game nhé. Bye bye. See you then. Rồi. Cá nhảy khủng long bay các kiểu. Cuối cùng không biết hai anh chị sẽ làm gì trên bãi biển. Chúng ta hãy chờ xem. Rồi, còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.